Xin kính chào tất cả các quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại cái video tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì trong cái video này thì cũng chia sẻ đến tất cả các quý vị, anh chị, các bạn mình đang có mặt tại chợ Bến Thành, cửa tay chợ Bến Thành ở khu vực mà đổ đô cao nhất để mình cập nhật cái giá đô để gửi đến tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn ha. Theo ghi nhận của mình, của chị thì hai cái tiệm này thì hôm nay thì giá đô có giảm đi một đôi chút, nhưng mà mình thấy hai tiệm thì cũng khá là đông của chị ha. Mình sẽ dạy một dòng để cập nhật cho cô chú anh chị các bạn. Thì trước khi đi thì mình cũng cập nhật cái giá đô ở trong ngân hàng, trước khi mình cập nhật cái giá đô ngân hàng để cô chị các bạn ha. Thì đô la Mỹ của anh chị các bạn thì hôm nay cũng đã giảm giá so với ngày hôm qua, thì giảm đi hết 55 đồng của anh chị. Thì hiện nay đô la Mỹ là một đô la Mỹ chỉ cô chú anh chị bỏ được 24.575 đồng tiền Việt Nam ở ngân hàng của anh chị ha. Còn đô la Úc thì giờ tăng 44 đồng, thì một đô la Úc của anh chị đổi được 16.113 đồng. Đô Canada cũng giảm hết 15 đồng của anh chị. Một đô Canada thì anh chị đổi được 18.173 đồng. Và euro thì đã tăng rất là mạnh của anh chị. Euro đã tăng tới 143 đồng cho một euro. Như vậy thì đô euro hôm nay thì của chị đó, anh chị thấy hai cái tiệm bên này hôm nay dù cái giá đô nó cũng giảm, nhưng mà tại sao mình thấy cũng khá đông, mọi người cũng đứng đổi của anh chị ha. Nhiều khi có thể là đổi euro sang euro, tạo euro răng tăng của anh chị. Euro, một euro thì có thể là độ hôm nay đổi được 24.864 đồng, chiếm lĩnh cái số của đồng đô la Mỹ trong nhiều ngày vừa qua của anh chị ha. Đó là thông tin. Còn bảng Anh cũng tăng được 24 đồng của chị, tăng nhẹ 24 đồng, thì một bảng Anh của chị đổi được 28.359 đồng. Đó là cái thông tin chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn để cô chị có thể nắm bắt được cái thông tin nó chi tiết ha. Thì như vậy thì trong những ngày qua thì đô la Mỹ là một trong những đồng tiền đã giảm sâu nhất của chị, giảm sâu nhất, giảm tới 55 đồng trong ngày hôm qua hôm nay. Và trong khi đó của chị, trong khi đó thì đồng tiền mà tăng giá cao nhất đó là đồng Thụy Sĩ, tăng tới 1.356 đồng cho một đồng, tăng lên tới 306 đồng so với tiền Việt Nam. Đồng euro thì tăng 143 đồng đó của chị ha, tăng 143 đồng. Như vậy thì khi mà cái giá đô mà nó thay đổi và euro mà thay đổi ngược chiều như thế này, thì không biết trong những ngày sắp tới thì euro có tăng nữa không, và đô la có quay đầu tăng trở lại không. Thì khi mà giá đô trong ngân hàng giảm thì đương nhiên giá đô ở thị trường tự do nó cũng sẽ giảm theo, cô chú anh chị các bạn sẽ giảm theo cho nó tương xứng, chứ không có thể nào trong ngân hàng giảm mà ở ngồi lại không giảm được của anh chị nha. Thì hiện nay của anh chị các bạn thì theo thông tin mình tìm hiểu thì hai cái tiệm này thì hiện nay hôm nay, ngày hôm nay của anh chị ha, ngày hôm nay thì đổi ở khu vực tự do thì một đô la Mỹ thì của anh chị đổi được 25.020 đồng của anh chị. Thị trường tự do giảm rất là sâu, tự do giảm tới 130 đồng cho một đô lần của anh chị các bạn. Ở trong ngân hàng giảm có 55 đồng thôi, nhưng mà thị trường tự do giảm tới 130 đồng cho một đô. Như vậy thì cô anh chị các bạn 100 USD thì cô chú anh chị các bạn đổi để được, hôm nay của anh chị đổi được chỉ được 2.502.000 của chị, 2.502.000 thôi. Mấy bữa chúng ta đổi tới 2.530.000 thì hôm nay chúng ta chỉ còn 2.502.000, mất hết 28.000 của chị, mất hết 28.000 cho 100 USD. Còn đối với tiền euro thì đã tăng trở lại. Thì euro thì hôm mấy năm trước thì chúng ta chỉ đổi được 25.000 tiền tự do thôi, nhưng mà hôm nay thì của chị các bạn đã đổi lên tới 25.030.000 rồi chị, 30.000 rồi. Như vậy là đồng euro đã chiếm lĩnh cái vị trí của đồng đô la trong 3 ngày vừa qua. Đó là cái thông tin chia sẻ đến tất cả các quý vị, của chú anh chị các bạn về cái giá đô. Thì của anh chị các bạn có những thắc mắc gì về giá đô, hay là thắc mắc gì về vấn đề về đi đổ đô như thế nào, thì quý vị có thể comment và bình luận bên dưới ha, để mình có thể nắm bắt. Thì hiện tại mình đang di chuyển xung quanh khu vực chợ Bến Thành để chia sẻ đến quý vị, của anh chị các bạn. Chúng ta đi thẳng tới lần trước của anh chị là khách sạn New World của chỗ ngay chỗ 6 Phù Đổng Thiên Vương, để cập nhật để cô chú anh chị các bạn những hình ảnh đường phố Sài Gòn của Việt Nam trong ngày hôm nay, để cô chị các bạn để nắm bắt thông tin. Thì vấn đề về Việt Nam mình chị, thì nhiều cô chị các bạn thì hôm nay cũng hỏi thì về Việt Nam mình, cái quy định nhập cảnh Việt Nam mình trong những ngày qua thì có nghe nói là thay đổi cái quy định nhập cảnh, thì có ảnh hưởng gì vấn đề về y tế hay không. Thì cái đó là thay đổi cái quy trình kiểm tra của chị, có nghĩa là trước đây chúng ta có thể là kiểm tra nó chia ra cái giai đoạn nó khác nhau, ví dụ như cái thằng kiểm tra y tế sau, rồi nhiều khi kiểm tra y tế trước, rồi kiểm tra hải quan trước, rồi kiểm tra nhập cảnh sau, thì nó chia ra nhiều nhiều cái
cái giai đoạn như vậy, thì nay nó chỉ thay đổi cái giai đoạn thôi. Cái giai đoạn đầu tiên cô chủ xuống sân bay thì cô chị sẽ được kiểm y tế, thì nếu như chúng ta có kiểm tra y tế thì kiểm tra y tế, mà chúng ta không kiểm tra y tế thì thôi thì không kiểm tra y tế, thì chúng ta sẽ bỏ qua câu đó. Đó là cái quy trình của chị, cái quy trình nhập cảnh nó thay đổi thôi, chứ còn hiện nay cô chị về Việt Nam mình thì không có kiểm tra y tế bất cứ, và cũng không yêu cầu của anh chị các bạn về cái giấy tờ tiêm ngừa vaccine covid hay gì, gỡ bỏ hoàn toàn đâu quý vị nhé, gỡ bỏ hoàn toàn rồi, chúng ta cứ thoải mái tự do mua vé bay Việt Nam thôi. Và trong những ngày vừa qua thì cũng khá là bất ngờ, có một số hãng bay của anh chị các bạn, hãng bay của Singapore và một số hãng bay của Malaysia cũng có khuyến mãi các cái vé bay nối chuyến quá cảnh cho quý vị cô chú anh chị các bạn về Việt Nam mình. Cái giá vé chỉ hơn 950 USD cho một vé của anh chị bay khứ hồi 2 chiều Việt Nam luôn. Nhưng các cái vé này thì của anh chị các bạn phải bay nối chuyến quá cảnh ở hai chặng, và mỗi chặng thì của anh chị các bạn có thể là sẽ chờ từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ cho một cái chặng bay nối chuyến quá cảnh như vậy. Thì nếu của anh chị các bạn mà có thời gian và có thời gian để chúng ta bay qua những cái nước quốc gia như vậy, và chúng ta có thể tham quan được những quốc gia đó, tập thời gian ta chờ tới 4-5 tiếng lận, thì trong thời gian đó chúng ta có thể đi tham quan ở quanh quanh ở những gần ở sân bay đó cũng được, ra thành phố chúng ta tham quan của chị ha. Thì nếu của chị các bạn có nhu cầu như vậy thì của chị có thể tham quan ở mua cái vé này, thì nó sẽ rẻ, rất là rẻ của chị, chỉ khoảng 900-1000 USD thôi là của chị có thể mua vé khứ hồi 2 chiều về Việt Nam mình trong những tháng sắp tới. Tết hoặc là tháng 12 rồi có chị để về Việt Nam có ha. Thì đó là cái thông tin chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn trong cái video ngày hôm nay, để cô chị có thể nắm bắt và cô chị có thể lựa chọn cho mình những cái chuyến bay tốt nhất để trở về Việt Nam. Rồi vấn đề mang tiền Việt Nam của chị ha, thì của chị các bạn nên mang tiền mới của chị về đổi thì nó không bị trừ, chứ không thôi là 100 đô chúng ta sẽ bị trừ 10.000 nếu có tiền của chị hơi nhào hơi cũ một xíu. Đó là cái thông tin chia sẻ đến cô chú anh chị các bạn. Rồi tiếp tục nữa của anh chị các bạn, hiện nay thì chúng ta chuẩn bị bước tới cái lễ Giáng sinh và Tết rồi, cho nên cái nhu cầu trở về của cô chú anh chị các bạn rất là lớn. Thì cô chú anh chị cũng bạn cũng nên lưu ý ha, lưu ý về vấn đề các hành lý và cũng như các hàng hóa cũng như các tiền mang về Việt Nam. Thì nhiều của anh chị mang tiền Việt Nam á, thì nhiều quý vị mang số tiền rất là lớn, có thể là mang 20-30 ngàn hoặc là 40-50 ngàn. Thì quý vị của anh chị các bạn nên khai báo đầy đủ ha. Khi chúng ta nhập cảnh á, chúng ta nhớ khai báo. Chứ nhiều của anh chị các bạn mà không khai báo thì trong những ngày qua thì có những cái trường hợp bị phạt của chị ha, vì mang quá quy định mà không khai báo. Nếu của anh chị các bạn khai báo thì cũng không có bị tiền đóng phạt hay đóng gì của anh chị các bạn, nhập cảnh rất là bình thường. Thì đó là cái thông tin chia sẻ của chú anh chị các bạn ha, về mang tiền. Còn hành lý á, thì nhiều của anh chị các bạn hỏi thì mỗi hãng bay thì được phép mang bao nhiêu hành lý, thì tùy theo của anh chị các bạn mua vé máy bay của hãng nào và cái loại nào. Thì đương nhiên thì sẽ có vé thường thường phổ thông thì sẽ được mang 32 kg. Còn nếu của anh chị các bạn mua các hãng cao cấp hơn, nhiều cái hãng bay cho hai kiện thì của chị có thể là 64 kg. Thì đó là cái thông tin để chia sẻ đến tất cả quý vị. Chúng ta đang ở ngay chỗ vòng xoay Phù Đổng Thiên Vương của chị ha. Phía trước chúng ta là đường Cách Mạng Tháng 8 quý vị. Thì video tới đây cũng xin tạm dừng của chị ha. Hẹn quý vị của chị các bạn ở lại video tiếp theo.